Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với những cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh youtube chính thức của báo điện tử VTC News. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Báo Washington Post của Mỹ đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã trở nên cởi mở hơn trong các cuộc đàm phán với Nga do vị thế suy yếu của Ukraine. Washington Post dẫn nguồn tin riêng cho biết, các nhà ngoại giao phương Tây ở Kiev nhận thấy rằng Tổng thống Zelensky đã trở nên cởi mở hơn trong việc bắt đầu đàm phán với Moscow. Bất chấp thực tế là các lực lượng Nga kiểm soát hơn 20% lãnh thổ Ukraine và khó có khả năng nhận lại bất kỳ vùng đất nào dưới sự kiểm soát của họ, ông Zelensky khẳng định điều đó là đúng và quan trọng là chấm dứt giao tranh theo các điều kiện của Ukraine. Nhưng vị thế của họ đã suy yếu trong năm qua khi Nga giành được lợi thế trên chiến trường, đặc biệt là ở khu vực phía đông của khu vực Donetsk. Dù Kiev đã tạo ra bất ngờ với chiến dịch tấn công qua biên giới và tỉnh Kursk của Nga, nhưng họ đã chứng lại, đồng thời không thể buộc Nga rút lực lượng khỏi mặt trận ở miền đông Ukraine, như giới chức ở Kiev kỳ vọng. Gần đây nhất, Ukraine buộc phải rút khỏi thị trấn Vuleda. Giới phân tích dự đoán, Kiev sẽ hứng chịu nhiều tổn thất hơn nữa trong những tháng tới. Dù niềm tin của dư luận Ukraine và ông Zelensky vẫn cao, nhưng nỗi thất vọng về quỹ đạo đi xuống của cuộc xung đột đã trở nên rõ ràng hơn. Olesensov, một nhà làm phim nổi tiếng người Ukraine đang phục vụ trong quân đội viết trong bài đăng trên Facebook: "Chúng ta ngày càng nghe từ chiến thắng ít hơn nhưng từ đàm phán được nói đến nhiều hơn. Kế hoạch chiến thắng giờ là trách nhiệm của ông Biden và chúng ta sẽ không can thiệp vào nữa. Thành phố phá đài Vuhledar hóa ra không phải là một điểm chiến lược và chúng ta đã quen với việc mất đi một ngôi làng mỗi ngày. Trong khi đó, The Washington Post trích dẫn nguồn Viện nghiên cứu Chiến tranh ISW cho biết các quan chức Hàn Quốc và Ukraine đã nói rằng binh sĩ Triều Tiên đang hoạt động cùng với lực lượng Nga ở Ukraine. Đại diện tình báo quân đội Ukraine cho biết, một số sĩ quan Triều Tiên đang quan sát quân đội Nga và nghiên cứu chiến trường trên các vùng lãnh thổ sáp nhập, nhưng Ukraine vẫn chưa thấy các đơn vị Triều Tiên hoạt động tại Ukraine. Quan chức Ukraine nói thêm rằng, vài nghìn lính bộ binh Triều Tiên đã được huấn luyện trên lãnh thổ Nga và Bộ Chỉ huy quân sự Nga có thể chuyển họ đến tiền tuyến ở Ukraine vào cuối năm 2024 hoặc đến các khu vực biên giới của Nga để giải phóng. ISVK viết, quân dự trữ của Nga sẽ tham gia chiến sự trên lãnh thổ Ukraine. Đức nên gây áp lực lên Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để giải quyết xung đột một cách hòa bình. Nhận định trên là của bà Sarah Wagenknecht, người sáng lập và đồng chủ tịch Đảng Liên minh Sarah Wagenknecht, Lý trí và Công lý (BSWK). Bà Wagenknecht nói trong cuộc phỏng vấn với tập đoàn truyền thông Panke có một kế hoạch hòa bình tốt từ Brazil và Trung Quốc. Tôi muốn Đức và EU ủng hộ các sáng kiến tương tự. Theo bà, Trung Quốc có thể gây áp lực lên Nga về vấn đề giải quyết xung đột và Đức nên làm điều tương tự với ông Zelensky để cả hai bên buộc phải thỏa hiệp. Sẽ không có hòa bình nếu không có sự thỏa hiệp, nghị sĩ Đức nhấn mạnh. Đồng thời bà lưu ý rằng xung đột ở Ukraine không thể được giải quyết bằng cách tăng cường cung cấp vũ khí cho Kiev. Bà Wagenknecht nói, chúng tôi cần nhiều nỗ lực ngoại giao hơn yêu cầu đó không trở nên sai lầm vì Đảng Sự Lựa Chọn Vì Nước Đức, AFD, cũng đang đưa ra yêu cầu tương tự. Hồi tháng 9 tại Berlin, trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ZDF, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã kêu gọi tăng cường nỗ lực để giải quyết xung đột tại Ukraine, đồng thời cho biết ông và người đồng cấp Volodymyr Zelensky cùng chia sẻ quan điểm rằng Nga nên tham gia hội nghị hòa bình này. Trước đó, một hội nghị hòa bình về xung đột tại Ukraine đã được tổ chức trong hai ngày 15 và 16 tháng 6 tại Thụy Sĩ với sự tham gia của 78 quốc gia. Các bên đã bày tỏ ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine nhưng lại không đưa ra lộ trình rõ ràng cho bước đi tiếp theo. Nga đã không tham dự hội nghị này. Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhấn mạnh, tôi tin rằng bây giờ là lúc chúng ta cần thảo luận về các giải pháp giải quyết tình hình quân sự và đạt được hòa bình sớm hơn so với dự kiến hiện nay. Bằng mọi cách, một hội nghị khác sẽ được tổ chức Tổng thống Ukraine và tôi cùng có quan điểm rằng Nga nên có đại diện ở hội nghị này. Gần đây nhất, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky cũng nói rằng ông hy vọng xung đột Nga-Ukraine sẽ kết thúc vào năm 2025. Ông Zelensky nói khi đang có chuyến công du Đức. Ukraine hơn bất kỳ ai khác trên thế giới muốn một kết thúc công bằng và nhanh chóng cho cuộc chiến này. Cuộc chiến đang phá hủy đất nước chúng tôi, cướp đi sinh mạng của người dân chúng tôi. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc gặp với thủ tướng Đức Olaf Scholz và tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier để kêu gọi sự ủng hộ cho Ukraine. Vừa qua, bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết, nước này sẽ thực hiện cuộc tấn công mạnh mẽ, chính xác và trên hết là bất ngờ vào Iran để đáp trả cuộc không kích hồi đầu tháng 10 mà Tehran đã thực hiện. Phát biểu của ông Galan được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa có cuộc điện đàm kéo dài 30 phút về vấn đề đáp trả Iran. Ngoài ra, không có bất kỳ thông tin nào được đề cập thêm. Tuy nhiên, trong những diễn biến mới nhất, cơ quan báo chí của không quân Israel và lực lượng phòng vệ Israel IDF vừa qua tiết lộ họ có thể chuẩn bị sử dụng tên lửa đạn đạo Silver Sparrow hay chim sẻ bạc có tốc độ cao với tính năng tương tự như KH-47M2 Kinza của Nga để thực hiện cuộc tấn công nhằm vào Iran. Tên lửa Silver Sparrow mà Israel đang chuẩn bị sử dụng có đặc tính kỹ chiến thuật rất đáng gờm. Theo các nguồn tin, tầm bắn của loại đạn tấn công nói trên có thể đạt tới 700 km và tốc độ hành trình ước tính trong khoảng Mach từ 8 đến 10, tương đương với từ 9.800 đến 12.200 km một giờ. Trong giai đoạn cuối của chuyến bay, tên lửa đạt tốc độ còn cao hơn nữa khiến nó trở thành mục tiêu cực kỳ khó đánh chặn. Đồng thời, vòng tròn sai số CEP được công bố, tham số xác định độ chính xác của cú đánh là từ 15 đến 20 mét, đủ để phá hủy các mục tiêu kiên cố và được bảo vệ kỹ lưỡng. Tương tự như mẫu tên lửa KH-47M2 Kinza, Silver Sparrow được máy bay chiến đấu hạng nặng mang lên độ cao lớn, thường là trên 10 km, để giảm lực cản của không khí. Sau khi giờ bệ phóng, động cơ đẩy sẽ đưa đầu đạn lên độ cao hàng chục km tới tầng ngoại vi khí quyển trái đất. Với thế năng tích lũy được từ độ cao lớn, đầu đạn với hệ thống cánh lượn đặc biệt hồi quyền và tích lũy từ tốc độ siêu vượt âm tấn công chính xác mục tiêu. Điểm khó nhất trong chế tạo vũ khí siêu vượt âm nói riêng và tên lửa siêu vượt âm chính là tạo ra vật liệu cách nhiệt chịu được ma sát lớn với khí quyển, khả năng kết nối với vũ khí khi chúng nằm trong kén plasma trung hòa về điện do ma sát với khí quyển. Việc sử dụng tên lửa đạn đạo siêu thanh sẽ cho phép không quân Israel tấn công các mục tiêu chiến lược nằm sâu trong lãnh thổ Iran với tốc độ cao và chỉ cho đối phương thời gian phản ứng tối thiểu. Trong khi đó, hãng thông tấn Tasnim, trực thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, trích dẫn các nguồn tin quân sự cho biết, Iran chuẩn bị ít nhất 10 kế hoạch tác chiến để đáp trả cuộc tấn công có thể xảy ra từ phía Israel. Theo đó, Tasnim nêu thêm, phản ứng của Iran không nhất thiết phản ánh mức độ hành động của Israel, nhưng có thể khắc nghiệt hơn và nhắm vào các khu vực khác nhau để tăng cường tác động của hành động trả đũa. Tân Hoa xã dẫn các nguồn tin quân sự của Hezbollah và Liban cho biết, nhóm vũ trang Hezbollah đã có những cuộc đụng độ dữ dội với quân đội Israel ở Tây Nam Liban từ sáng 12 tháng 10. Họ nói lực lượng bộ binh Israel đã cố gắng tấn công vào dìa phía đông làng An Dehaira dưới sự yểm trợ của pháo binh. Các nguồn tin cho biết, lực lượng bộ binh Israel đã bất phải phục kích của thành viên Hezbollah và đã xảy ra đụng độ giữa hai bên. Nhiều loại súng máy, đạn phá và rocket đã được sử dụng. Cùng ngày, quân đội Israel đã ra lệnh cho người dân tại 23 ngôi làng ở phía nam Liban sơ tán đến các khu vực phía đông bắc sông Awali, con sông chảy từ thung lũng Bekaa vào địa Trung Hải. Trong thông điệp gửi tới người dân miền nam Liban, người phát ngôn quân đội Israel Avichai Adrae viết trên X Vì sự an toàn của chính bạn, đừng trở về nhà cho đến khi có thông báo mới, đừng đi về phía nam bất kỳ ai đi về phía Nam cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Trong một bài đăng riêng, ông Adrahe nhắc lại lời kêu gọi trước đó đối với các nhân viên y tế và nhóm y bác sĩ ở miền Nam Liban tránh sử dụng xe cứu thương, tuyên bố rằng các chiến binh Hezbollah đang sử dụng chúng. Ông Adrahe nhấn mạnh, chúng tôi kêu gọi các nhóm y bác sĩ tránh tiếp xúc với các thành viên Hezbollah và không hợp tác với họ. IDF, tức quân đội Israel, khẳng định rằng các hành động cần thiết sẽ được thực hiện đối với bất kỳ phương tiện nào chở những cá nhân có vũ trang, bất kể loại nào. Trong những ngày gần đây, quân đội Israel đã phát động một cuộc tấn công trên bộ và trên không dữ dội ở phía bắc Gaza, đặc biệt là trong và xung quanh thành phố Jabalia. Cũng trong ngày 12 tháng 10, đại diện quân đội Israel đã kêu gọi người dân ở khu vực xung quanh Seik Radwan, phía nam trại tị nạn Jabalia sơ tán. Song song với đó, từ tối ngày 11 tháng 10, người dân Israel bắt đầu tổ chức Yom Kippur, tức lễ chuộc tội ngày lễ linh thiêng nhất trong năm của người do thái tại nhiều thành phố các khu chợ đóng cửa và giao thông công cộng tạm dừng khi người do thái cầu nguyện mặc dù vậy nước này vẫn trong tình trạng cảnh giác cao độ trong bối cảnh giao tranh tiếp diễn ở giải gaza và liban